Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng các chị em đã đến với livestream của em ngày hôm nay. Em chào các chị nha. Bây giờ mọi người đã ăn cơm tối chưa ạ? Em Anh vừa hoàn thành một ca dạy trong buổi chiều ngày hôm nay. Mọi người có nghe rõ em nói không ạ? Xin chào cả nhà, chào mừng các chị em đã đến với livestream của em ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nói chuyện với nhau về một chủ đề. Đấy là tại sao mà trong quá trình tập luyện là chúng ta hay bị đau sóc, đúng không ạ? Có thể chia sẻ cái video đấy không nhỉ? Có chị em nào ở trong nhóm hội những người thích tập thể dục thẩm mỹ có thể chia sẻ giúp em cái livestream này vào trong nhóm được không ạ? Tại vì em hẹn với mọi người là em like trong nhóm mà em lại bấm nhầm ấy, em like ở ngoài rồi. Có chị em nào trong nhóm hội những người yêu thích thể dục thẩm mỹ thì có thể chia sẻ cái video này vào trong nhóm giúp em với, đúng không ạ? Em chào các chị nha, em chào cả nhà. Mọi người đã ăn cơm tối chưa ạ? Em chào chị Hoài An Arabic ạ. Chào em Anh xinh đẹp. Em chào chị Nga nhá. Ok, ngày hôm nay thì em cảm ơn thầy. Ngày hôm nay thì cảm ơn sư phụ đã có mặt trong livestream của em. Ok ạ. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một chủ đề, đó là tại sao mà trong quá trình tập luyện thì chúng ta hay bị đau sóc, hay bị đau cái phần cơ bụng của mình, đúng không ạ? Hầu như là trong tất cả các ca tập của em Anh ấy, trong tất cả các ca dạy mà em Anh dạy thì cuối mỗi buổi tập thì có khá nhiều chị em mới tập đến và ở lại, đến với em và ở lại kết thúc buổi tập ấy, thì mọi người ở lại và hỏi em một câu hỏi, đấy là tại sao chị tập, tại sao em tập, tại sao tớ tập mà hay bị đau sóc như thế, thì giải pháp làm thế nào, đúng không ạ? Thì ngày hôm nay thì em Anh sẽ giải thích với các chị em là lý do tại sao, trong video này sẽ giải thích lý do tại sao mà chúng ta bị đau sóc như vậy, đúng không ạ? Và nếu các chị em thấy video này hữu ích thì hãy chia sẻ video này để nhiều chị em phụ nữ khác chúng ta có cơ hội để tiếp xúc với kiến thức về tập luyện, đúng không ạ? Đấy là các chị em hãy để cho em là chúng ta hãy xem lại trước khi mình đi tập, mình có ăn nhiều quá hay không. Hãy xem là nguyên nhân, chúng ta hãy xem nguyên nhân của cái việc mà mình bị đau sóc như vậy là mình trước khi mình đi tập thì mình có ăn nhiều quá hay không, đúng không ạ? Em chào chị Văn Trang. Đấy ạ. Chúng ta hãy để ý xem là mình có ăn nhiều quá hay không, và một cái lời khuyên mà em Anh muốn khuyên các chị em là chúng ta hãy chỉ ăn tối, chúng ta ăn cách bữa, ăn cách cái giờ tập của mình ít, tối đa là 2 tiếng đồng hồ nhé. Ví dụ như là em Anh dạy 6 giờ chiều mình có ca dạy buổi chiều, thì mình sẽ ăn một bữa buổi chiều là 4 giờ chiều, chứ không ăn gần quá buổi tập của mình nữa nhé, đúng không ạ? Có ai hay ăn trước khi đi tập không ạ? Mọi người nói chuyện với em nhé, không là đừng để em độc thoại nội tâm nhé. Đấy là điều đầu tiên. Đầu tiên là chúng ta có ăn nhiều quá không, và bụng chúng ta có no không, đúng không ạ? Thì khi mà bụng nhiều, bụng chúng ta chứa nhiều đồ ăn ấy, thì chúng ta tập chúng ta sẽ rất dễ là bị đau sóc. Tớ hay ăn cả, uống luôn. Mình không phải là mình không ăn, nhưng mà mình sẽ ăn ít thôi, đúng không ạ? Và ăn cách xa cái lúc tập của mình nhá. Và tiếp theo, một cái lưu ý tiếp theo đấy là chúng ta sẽ uống nước như thế nào. Uống nước là cũng không nên uống nhiều quá, mà chúng ta khi mà chúng ta tập luyện ấy, thì chúng ta sẽ uống từng hớp nhỏ thôi ạ, uống ít thôi ạ, từng hớp nhỏ nhỏ của mình nhé. Trong cái livestream này thì là em sẽ tập trung chủ yếu nói về chủ đề đấy là bị đau sóc trong khi tập luyện bộ môn aerobic nhá. Còn nếu như mà các chị em, nếu như tất cả mọi người mà tập những bộ môn khác ấy, thì mọi người có thể tham khảo nhá. Trong cái video này em sẽ nói cụ thể là tập luyện bộ môn aerobic bị đau sóc, đúng không ạ? Uống từng hớp bia nhỏ được không? Mà không phải trêu đâu. Nếu mà điều đó làm cậu cảm thấy thích, đúng không ạ? Ok được chưa ạ? Chúng ta vừa có hai lưu ý là một, chúng ta sẽ ăn cách chúng ta sẽ ăn cách giờ tập của mình, càng xa càng tốt và không ăn gần lúc tập nhá. Và khi mà uống thì mình sẽ uống từng hớp nhỏ nước thôi, chứ không là uống nhiều nhá. Và trong cái quá trình tập ấy, thì nếu như mà cái lúc mà mình đang bị đau sóc như vậy thì mình sẽ làm như thế nào? Đấy. Thông thường thì chúng mình hay bị đau sóc ở hai cái vị trí, là vị trí ở phần phía ức này, và hai là phần phía bụng này, đúng không ạ? Chỉ có hầu như có hai vị trí là một ở đây và một ở đây. Đấy, hay bị đau ở hai cái vị trí đó. Thì thông thường thì khi mà bị đau ở đây thì là do chúng mình đánh eo trái phải và chúng mình không hóp bụng. Còn nếu như mà bị đau ở đây thì thường là do hóp mở. Đấy. Hai cái vị trí nó hay bị đau như vậy. Và cái nguyên tắc trong tập luyện của mình thì là mình sẽ phải hóp bụng của mình lại nhá. Trong cả cái quá trình tập là mình sẽ hóp bụng của mình lại và không thả lỏng bụng, thì mình sẽ hạn chế được rất là nhiều cái việc bị đau sóc như vậy. Được chưa ạ? Có ai có câu hỏi gì không ạ? Tiếp tục nhá. Đấy là hóp cơ bụng của mình lại. Và vậy thì cái lúc mà mình bị đau ấy, trong cái lúc mà mình bị đau như vậy thì mình sẽ làm gì? Một mẹo nhỏ mà chúng muốn chia sẻ với các chị em là cái lúc mà mình bị đau sóc như thế thì mình hãy siết chặt cơ bụng của mình lại, siết thật chặt cái bụng của mình lại trong vòng ít nhất khoảng 1 phút, thì cái hiện tượng, cái tình trạng mà bị đau nó sẽ giảm dần. Được chưa? Đấy là một mẹo mà em muốn chia sẻ với mọi người nhé. Có ai có câu hỏi gì không ạ? Cái việc bị đau sóc như vậy nó cũng tùy thuộc vào một số cơ địa của một số chị em. Là một số người thì bị đau sóc khá là lâu và bị đau khá là nhiều. Cái này là tùy thuộc vào cơ địa của từng người. Nhưng thông thường thì hiện tượng mà đau bụng như vậy thì sẽ hết sau khi mà chúng ta tập luyện đều đặn tầm khoảng 1 tuần nha các chị em nhé. Chị Trang này, hóp bụng siết chặt bụng thì mới đầu sẽ đau cơ bụng phải không em? Hóp bụng liên tục mau đuối lắm em. Ok, em sẽ trả lời từng comment của mọi người nhé. Chị Trang có nói là hóp bụng siết chặt bụng thì mới đầu sẽ đau cơ bụng phải không em? Tức là cái việc mà mình học cái cách mà siết bụng trong cái quá trình tập luyện là cái đấy sẽ phải học, mình sẽ phải lưu ý và có một cái sự kiểm soát trong tâm trí của mình là lúc mình tập, mình vừa tập mà mình vừa phải siết bụng. Cái này thì chị Trang có nhớ là hầu như là em đều phải nhắc mọi người là phải siết bụng không? Cái này là mình phải tập, mình phải làm quen. Nếu như ở ban đầu mình chưa quen cái việc đấy thì mình lúc nào mình chú ý trong đầu, lúc nào mình nhớ là mình sẽ siết, và lúc nào mình quên thì coi như là bỏ qua. Nhưng mà lúc nào mình nhớ là mình lại phải siết lại, đúng chưa? Cái mẹo của em nhắc mọi người là cái lúc mà mình bị đau ấy, lúc mình đau thì hãy siết chặt cái bụng của mình lại trong khoảng 1 phút, thì cái tình trạng mà bị đau như vậy nó sẽ giảm dần và nó sẽ hết. Tiếp tục nha. Chị Trần Thị Thu Giang, hóp bụng liên tục mau đuổi làm em ơi. Cái này là mình phải rèn luyện đấy chị ạ. Mình phải rèn luyện nhá. Nếu như mình không hóp bụng ấy thì cái việc tập luyện của mình sẽ không mang lại hiệu quả cao đâu ạ. Và thực ra thì nói chuẩn luôn là không đúng kỹ thuật. Bởi vì các chị em tưởng tượng cho em là cái bụng của mình nó như này. Cái bụng của mình nó là một cái mỡ, nó là một cái mớ hỗn độn dạ dày, lòng phèo phổi, rất là nhiều thứ đúng không? Và nó là một cái khoang trống. Dạ dày là một cái khoang trống đúng không ạ? Nếu mà chúng ta không hóc, không siết cơ bụng của mình lại thì khi mà chúng ta tập, chúng ta vận động ấy, thì nó là một như kiểu một cái mớ lòng phòng nó lắc như vậy thì nó sẽ không tập trung vào, giảm được cái mỡ. Chưa ạ? Vậy thì mình phải siết chặt nó lại thì mới giảm được mỡ chứ. Cái này là phải học nhá, phải tập, phải lưu ý nhá, phải rèn luyện ạ. Chị Điện Nước Ngân Hà có hỏi là em ơi, khi bắt đầu tập aerobic thì khởi động xong thì ta lắc eo trước hay hóp mở trước hả em? Hay tập phần nào trước cũng được hả em? Thanh em nhiều. Em xin trả lời cái câu hỏi này của chị Ngân Hà đúng không ạ? Sau khi bắt đầu tập aerobic thì khởi động xong đúng không ạ? Khởi động xong thì ta sẽ lắc eo trước hay hóp mở trước. Cái việc đó là cái việc tùy vào mình thôi ạ. Bởi vì tập động tác nào thì mình sẽ hiệu quả vào phần đó. Ví dụ như hóp mở ấy, thì chúng ta sẽ giảm mỡ ở phần trước, phần phía bụng của mình, phần mỡ ở bụng nhiều. Còn đánh eo thì chúng ta sẽ giảm mỡ phần eo nhiều hơn. Tùy vào cái mong muốn của các chị em như thế nào thì mình sẽ tập như vậy. Nhưng mà hầu như là trong bài tập aerobic thì nó phối hợp toàn cơ thể của mình chứ không chỉ tập chuyên một phần đâu ạ. Ví dụ trong một cái bài tổng hợp thì nó sẽ có cả hóp mở và có cả đánh eo. Chứ em sẽ không dạy là em sẽ không dạy chỉ mỗi hóp mở và chỉ mỗi đánh eo thì nó sẽ rất là mỏi lưng. Rất là mỏi lưng và mỏi cái cơ ở phía đó. Ví dụ như trong một bài aerobic của chúng ta thì sẽ có một tổ hợp hóp mở, sau đó đến một tổ hợp đánh eo, sau đó đến chuyển tổ hợp khác, thì mỗi một tổ hợp thì hầu như là chỉ kéo dài khoảng 3 phút. Tối đa là 3 phút thôi chứ không thể làm lâu quá đâu ạ. Chị hiểu ý em chưa ạ? Có ai có câu hỏi gì không ạ? Có ai hay gặp phải tình trạng là bị đau sóc không? Em tổng kết lại cái livestream nhá. Đấy. Tổng kết lại cái livestream là cái việc mà bị đau sóc như vậy thì chúng ta sẽ tìm nguyên nhân. Nguyên nhân là tại sao lại bị đau sóc thì có thể là có nguyên nhân từ việc mà trong trước cái ca tập của mình là mình ăn nhiều, mình ăn uống hơi nhiều, mình uống nước nhiều, mình ăn nhiều. Thứ hai là có thể là do cơ địa. Thứ ba là có thể là do các chị em mới tập và chưa quen với cái việc đó, hay là mình nghỉ một thời gian, xong rồi mình tập một thời gian rồi sau đó mình nghỉ và sau đó mình quay lại mình tập thì mình sẽ lại bị đau sóc lại. Đó thì đó là một số nguyên nhân phổ biến. Và cách khắc phục của việc bị đau sóc như vậy là chúng ta sẽ chúng ta thứ nhất là chúng ta sẽ cố gắng vượt qua cái việc bị đau sóc như vậy trong khoảng 1 tuần đầu tiên thì sẽ hết. Đấy là tùy thuộc vào cơ địa từng người nhá. Cố gắng khắc phục cái việc bị đau sóc như vậy trong khoảng 1 tuần và cái hiện tượng đau sóc là sẽ hết. Thứ hai là mẹo nhỏ để khi mà bị đau sóc chúng ta sẽ siết chặt cơ bụng của mình lại và cái hiện tượng đau như vậy nó sẽ giảm dần trong cái lúc tập. Ok không ạ? Mọi người có hiểu ý em không ạ? Em đọc comment của mọi người chút nhé. Chị Trần Thị Thu Giang nghe bổ ích em nhỉ. Em cảm ơn chị nhỉ. Hai chị Hường, chị muốn hỏi là sinh mổ gần 5 tháng đã tập được chưa? Sinh mổ gần 5 tháng sắp tới em sẽ làm một cái livestream để chia sẻ với mọi người chủ đề là sinh thường và sinh mổ thì bao nhiêu lâu chúng ta sẽ tập lại được đúng không ạ? Và trong cái livestream này em cũng sẽ trả lời chị Hường luôn là Thông thường thì sinh mổ ấy, thì chúng ta nếu mà được 5 tháng rồi thì mình sẽ tập luyện nhẹ nhàng thôi ạ. Còn đối với bản thân em thì là em 1 năm thì em mới trở lại tập luyện, coi như là em nghỉ 1 năm đấy. Em chào chị Thùy, chị Trần Thị Thu Giang, chị thỉnh thoảng tập hay bị đau phấn ức là sao em? Em có chia sẻ lại livestream đấy ạ, chị có thể là xem lại cái livestream này nhá. Cho chị hỏi bị đau khớp gối có tập được không em? Nếu như mà mình bị đau khớp gối thì mình nên hạn chế tập chị, bởi vì cái bộ môn này thì cũng ảnh hưởng đến khớp gối khá nhiều đấy ạ. Và nếu mà mình vận động không đúng, mình tập không đúng kỹ thuật thì nó sẽ là phản tác dụng. Có ai có câu hỏi gì không ạ? Mọi người cứ hỏi nhé, mọi người cứ comment xuống phía dưới nhé. Nếu mọi người có một điều gì muốn chia sẻ thì hãy comment phía dưới và em sẽ thực hiện rất là nhiều livestream tiếp theo. Có ai có câu hỏi gì nữa không ạ? Em đang ở tại phòng tập Ami Fitness Yoga. Nếu mà các chị em có sinh sống tại Đông Anh, Hà Nội thì có thể là đến địa chỉ tại Ami Fitness and Yoga tại địa chỉ tầng thứ 3 của tòa nhà Tràng Thi gần Chợ Tó, Đông Anh, Hà Nội để có thể tham gia tập luyện nhé. Và có thể tập luyện bộ môn aerobic cùng em, có thể gặp em ở phòng tập. Nếu không ai có câu hỏi gì thì em sẽ kết thúc cái livestream ở đây và không làm mất thời gian của mọi người nữa. Và sẽ hẹn gặp lại tất cả các chị em trong một cái livestream tiếp theo. Xin chào cả nhà nhá. Tạm biệt cả nhà, chúc cả nhà một buổi tối vui vẻ. Cô giáo chia sẻ giúp em cách đứng khi lắc eo với ạ. Chị Thanh Thủy ạ, em có làm một cái video hướng dẫn tập luyện bộ môn aerobic cơ bản nhất dành cho một người mới bắt đầu. Thì chị có thể, em sẽ gửi cho mình cái đường link video đó thì chị có thể xem nhé, hướng dẫn rất là chi tiết. 50 tuổi rồi có được không? Mẹ nha, chị Thanh Thủy nhá, em sẽ gửi cho chị cái video đó. Cái video đó thì em có chia sẻ rất là chi tiết hướng dẫn động tác aerobic cơ bản nhất dành cho người bắt đầu, rất là chi tiết và rất là cụ thể nhá. Ở trong cái livestream này thì nội dung của livestream này đấy là tại sao bị đau sóc. Ok, em sẽ kết thúc cái livestream này ở đây nhá. Hẹn gặp lại các cả nhà trong video tiếp theo và sắp tới em sẽ chia sẻ rất là nhiều kiến thức bổ ích về bộ môn aerobic. Và cả nhà nhớ đón xem nhá. Tạm biệt cả nhà, chúc cả nhà một buổi tối thật là vui vẻ. Bye bye.